Con này 30 kg. Nãy bữa là nước bốn rổ đó. Ngồi ngồi cho đàng hoàng đi. Hai bên là vách đá. Ở giữa là mình có thể nhìn ra thấy biển luôn. Chị sức khỏe nha chị nha. Dạ. Dạ, ngày mới chúng mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Thì trong vài năm gần đây ở tỉnh Bình Thuận, ngoài đảo Phú Quý đang rất là hot ra, thì còn một hòn đảo nữa cũng được sự quan tâm của nhiều khách du lịch đến đây tham quan, trải nghiệm. Đó là đảo Cù Lao Câu. Bà con tại địa phương gọi là Hòn Câu hay là Hòn Cao, thuộc địa phận của xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, gần với chỗ mình đang ở luôn á. Đảo Cù Lao Câu còn hoang sơ với đẹp lắm cả nhà. Nước biển thì trong veo. Đặc biệt là hòn đảo này cách đất liền chỉ tầm vài lý thôi. Nếu mà đi cano thì tầm 15 phút là tới. Mình có thể đi rồi về trong ngày hoặc là cắm trại qua đêm. Để mà đi ra được đảo thì cả nhà mình phải đến cảng của thị trấn Liên Hương để mua vé cano đi ra đảo. Từ trung tâm của thành phố Phan Thiết, mình đi ra hướng bắc tầm 110 cây số nữa là đến đây nha cả nhà. Tại vì huyện Tuy Phong là huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Bình Thuận, giáp danh với huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận. Trước khi mua vé cano thì mình sẽ đi dạo vòng vòng ở cảng cá Liên Hương một chút, thăm bà con ngư dân. Đợt này là ở cảng cá thị trấn Liên Hương cũng êm lại á, cho nên bà con từ cảng La Gàn rời về đây neo đậu cũng như là bán hải sản. Tầm tháng 9, tháng 10 âm lịch sẽ rời lại về cảng La Gàn. Nếu mà đi sớm thì cả nhà mình cũng có thể ghé sang đây mua một ít hải sản để đem ra đảo luôn. Bây giờ thì cả nhà mình cùng theo dõi video nha. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Mình tắm sáng lại. Dạ, chào cô. Sáng nay mình thấy ở cảng cá Liên Hương nhiều hải sản nè. Đây cá ngừ. Cá ngừ lưới cảng. Lồ lồ quá đã luôn. Lên gàng, ông vô lên gàng ấy. Dạ. Đá này để lên cho cá nó lạnh á, bảo quản lâu. Rồi ai mua gì sao bỏ đá lên nè. Vậy là mình bán lồ nào là mình bỏ đá lên lồ đó. Dạ, đá xây. Xe này là mua được 2 lồ nè. Chú ghe này đi mấy ngày vô rồi chú? 5 ngày. Thường là ghe lưới cảng ở thị trấn Liên Hương là đi tầm 1 tuần đổ lại. Dạ, con cảm ơn chú nha chú. Đây cá cam. Dạ, chào cô. Con cá cam này mấy ký cô? 2 con 11 ký. Dạ. Này cá câu hả cô hay là cá lưới hả cô? Dạ, cá câu. Dạ, con cảm ơn cô. Cá sợp á. Dạ. Cá nó nguồn á. Cá nhộng nè. Con cá nói nhộng nhộng đúng rồi. Này 2 con cá mú. Nó này cá mú. Con nhộng này cũng lớn quá trời luôn. Ủa nhộng đi ra ấy à, có 7-8 ký à. Dạ, 7-8 ký là nhỏ hả cô? Có con to hơn nữa. Nó nguồn. Dạ. Cá thóc, cá bả trầu. Bả trầu. Cá này màu đỏ đỏ rất là đẹp. Con mắt nó rất là to nha cả nhà. Cá này mới câu nè. Mình thấy mắt nó trong á. Nhiều cô chú anh chị thích ăn cá này lắm. Cuốn bánh tráng, chiên nước mắm, nấu canh chua.
Cá bớp, cá hồng, cá thu. Ê, cua ta. Cá không là cá. Đang trả giá. Chắc nhiều cô chú anh chị mình thấy mấy cô quen đúng không? Mình có một video quay mấy cô ở Bến La Gàng á. Mấy cô thu mua cá câu nè. Đợt trước mình quay cá cũng rất là nhiều. Mình tâm sáu ơi. Bán mấy chục cái vậy? Mình chục 30. Dạ chào cô. Con này 30 kg. Nãy của là nước bốn lỗ đúng không? Này con cá bè. 30 kg. Mà giá đây là được rồi, giá đây mà tôi đưa cái bao đi. Bị sao à? Mình mà hai con cá hồng này quá, để mình quay gần gần cho cả nhà mình xem. Đó, đẹp không? Con này nhìn nó mập tròn luôn. Còn con này là con cá bớp nè. Cá thu. Cá bớp trong này lớn hơn, còn mấy ký. Dạ cô. Đằng nào nó cũng quay mình nó đi. Cá động đuôi dài. Cá động đuôi dài, cái bên dài đó. Cá lu. 7 ký. Phú liệt. 7 ký. Để xem mỗi con mấy ký. Hai con được mấy ký á. Mốt. Hình như là cá này của mấy chú ngư dân đảo Phú Quý á. Hồi nãy là mình nghe có chú là nói tiếng ở đảo Phú Quý. Trời ơi, con cá thu này rất là to nè. Con này cũng phải hơn chục ký hả chị? 18 ký 7. Gần 20 ký. Cái này giá nhiêu vậy? Cái này 10 ký 3. Cho 10 ký con y. Vậy sao cần nửa ký không? Còn cá bè này nhỏ là cũng... Còn gì nhất là cho nhiêu à? Cái cho mà chị? 10 ký à. 10 ký nhân 50. Là nhỏ so với những con trong đây đó cô chú anh chị. Mấy con này mà câu nó là mệt mỏi luôn. Câu bằng tay á. Cá này gọi là cá gáy hả cô? Cá gáy vàng. Cái đóng Hà Lan nó biết mà. Cái thùng này rất là dài nè. Thùng này đựng mấy con cá thu á. Chứ mấy cái thùng kia cá thu nó dài, gấp lại lần cá nó hư. Đây.
sơn đá. Chị qua con hả? Đừng ấy chị xấu lắm, chị dám lên hình đâu. Đừng lên hình. Gì nói vậy đó cả nhà, chứ thích mình quay lắm, mỗi lần mình đi ngang qua là hỏi mình sao hôm nay không ra quay gì lên. Đó là muốn lên hình lắm, cô chị không dám lên hình đâu. Chị xấu lắm, con đừng lên hình chị. Nếu đẹp lao động mà gì? Lên hình gì là cháy đưa cháy bấy á. Đại gia ở Liên Hương đó cả nhà. Cá này bữa nay ba tàu nè, 30/4 nè, bữa nay nhiêu? Dạ bữa nay 29. 29. Ba kho tàu rất đẹp, chất lượng một hết. Cá này đúng không? Minh 86 ra là đúng trường luôn, 84 dạ. Đi tới ba tàu. Gần tới lễ 30/4, 1/5 bà con mình tranh thủ vô bán hải sản. Cô ăn lần, cô đứng ra cô ăn lần 5.000. Dạ. Một tâm tư 5.000. Là cô nói là 145.000 một ký á. Ờ, đúng 145.000. Bán gần lễ vừa được giá với về nghỉ lễ luôn. Đi chơi với gia đình luôn cả nhà. Dạ chú, ghe mình đi nhiều người không chú? Mấy người hả chú ha? Dạ. Rồi mình bán cá xong là lấy tiền luôn, rồi mình chạy về đảo lại là tầm bao nhiêu tiếng là về đảo chú? 6 tiếng. Chuyến này được mấy tấn cá không chú? Mấy tấn? 2 tấn. 2 tấn. Dạ, vì là nhiêu đây là của nhiều ghe, của mấy ghe khác nữa. Là mỗi ghe là thường chỉ câu 1-2 loại thôi. Như ghe của chú là câu mấy con cá bia cục nè, cá thu nè. Còn ghe kia là mình thấy câu toàn cá thóc với cá đỏng mà. Dạ. Dạ con cảm ơn chú nhiều nha chú. Chúc chú về chơi lễ vui nha. Đợt mình có ra cảng Đề Di ở Bình Định á, cũng có quay được mấy con cá hố đen này nè. Cái loại cá hố đen này là nó chỉ có ở nước sâu thôi. Dài. Để mình quay cái răng cho cả nhà mình xem. Đó, cái răng nó ghê không? Cá này cũng ít người ăn lắm cô chú anh chị. Bên đây vựa lớn mua là mua bằng xe á, hình như là nãy giờ chở cũng mấy xe rồi. Bán từ lúc 4 giờ sáng rồi. Một ký về luôn luôn à. Cô chủ nậu là mua bán với chủ ghe rồi bỏ sỉ lại cho vừa. Bỏ sỉ lại cho vựa lớn với mấy cô mấy chị bán chợ. Hôm nay mấy anh mấy chú câu mực hơi ít. Hiện tại là tháng 3 âm lịch, tới tầm tháng 6 âm lịch á, là ở cảng Liên Hương mực câu rất là nhiều luôn. Mùa mực là vừa mực câu với mực mặn là vô tới trưa luôn. Đây em à. Đúng không mày? Giờ 98. Mấy ngày nữa. Mua cho hả? Nhiều em.
4 lạng đó. Nhiều rồi lên nè. Để nè. Bên đó nghe. 83 ngàn. 84 ngàn. 83 ngàn chị Sáu trả phát một và tao trả một phát một. Lấy ra chảy chim hai. Nó có ai nạp kia chưa này Liên nè. Mực mà 103, 104 là mực nhỏ đó. Nhỏ thấy luôn. Đó, thấy chưa? Nhỏ nhỏ thấy chưa? Nhỏ đây mà nhỏ. Đó. Dưới đây còn lớn hơn nữa. Đó, nhỏ vậy. Mực cỡ này là đó. Mình thấy ăn ngon. Đó, nhỏ mình sẽ tăng cỡ đó. Nhỏ mua để đó thế nè. Nghề buôn bán là cực lắm cô chú anh chị. Thức khuya dậy sớm, mà nhiều lúc xuống canh trực cả ngày luôn cũng không có mua được nhiều hải sản á. Một đêm luôn mà chú câu được cũng mấy con nè. Chú này câu được mực lá lớn nè. Lá lớn lá một á. Tâm ơi, tâm ơi, tâm ơi. Bảy lạng lắm hả? Chờ chờ chú lắm, chú lấy một lớn ra. Tâm luôn. Có, mấy con à, bốn con à, thôi cho sạch vô vui. Bốn con anh, một đêm bốn con anh. Bốn con, sao nuôi vợ con đỡ? Sao có tiền đi chơi lễ anh? Đúng rồi, đúng rồi. Quay, quay, quay. Đó, ông bảy bảy cầm bực lên, lấy bột lên cho anh ấy, phải không? Đó, con nó to á. Cầm lên đây nè. Vơi 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 là 1,6 kg. Quay quay kia đó, quay kia nữa. Bảy. Đây làm đêm mấy thua này. Mọi người sẽ có một cái bình ắc quy, mọi người câu một thúng. Bình ắc quy đó để trong điện câu á, trong đèn á. Mực lá mà hai con trên một ký á, là lá một, ba bốn con một ký là lá hai, nhỏ hơn nữa là lá ba, càng lớn càng có giá. Mực là bỏ vô mấy cái thao nước mặn với đá lạnh để nó giữ mino á. Mino là cả nhà mình thấy nhấp nháy nó màu sắc á. Nó mà mắc mino nó không có nháy nháy nữa nó sẽ mất giá. Bởi vì cái khâu mà bảo quản này rất là quan trọng luôn. Trăm mấy anh? 107 nha. 107. mười ba tuổi mà đi biển, cái này là ba em câu hay sao? Dạ câu. Chào anh. Cá nhồng, cá nhồng với cá thu. Cảm ơn em nha Hi. Còn nhỏ mà giỏi quá. Em đi biển được bao nhiêu năm rồi? Hai năm anh hả? 86 không? Anh Minh á. Đi ghi tung đời đúng không? Đi kéo bụi đúng không? Chào em nha. Là mình lấy cái dây gì đó ngoại? Cái mũ phải bán tiền. Dính tiền tính cậu đổi đây. Tới 5.000 đâu? Chưa, có 3.000 ký à. Dạ, 3.000 ký. À, nhựa này nó rất là nhẹ. Nhẹ, dạ, chưa đầy ký. Vậy năm nay bao nhiêu xuân rồi vậy? Vậy 78 tuổi rồi. 78 tuổi rồi. À, dạ. 78 tuổi. Vậy con có món quà thay mặt ở cha chú Nam ở bên Mỹ để tặng cho vậy 3.000 nha. Cảm ơn cô nhân. Dạ. Wow.
phải chứ là con cho phải phải biết ơn phải ăn phải cũng nặng cái nghiệp con à. Con cho mà phải con nói quả nhắn lời cảm ơn mấy cậu mình đó nha con. Dạ quả sức khỏe nha quả nha. Dạ. Nếu mà cả nhà mình không có đi sớm mua được hải sản từ cảng cá Liên Hương á thì cũng có thể ghé chợ cảng Liên Hương nè. Chợ này là nằm trước cổng vô cảng cá luôn á. 9-10 giờ là bà con mình bán hải sản nhiều nhất. Hải sản cũng mua từ cảng đem lên đây. Có bán đồ ăn sáng luôn. Bánh căn, bánh xèo, mì phở, bánh mì. Bánh canh á. Cũng mua rau, củ, quả, trái cây đều có hết. Giá cả thì bình dân thôi cả nhà. Dạ chào chú. Giờ này vẫn còn sớm. Xíu nữa mới đông. Chị ơi bữa nay bán món gì vậy chị? À bữa trưa bánh mì. Cái này là bán bánh mì huyết chân. Bánh mì huyết chân. À. Dạ. Nhiêu phần vậy chị? Có 5.000 một chén à. 5.000 một chén. Mình ăn với bánh mì, bánh tráng nướng. Bỏ hành lên. Ở trên là lòng hả chị? À, ở trên là lòng. Dạ bác. Có gì nữa đây? Nhớ con không? Mặt mày cày bữa gì mong nhớ. Dạ. Bác là bán bánh canh nè. 40, 30 năm rồi con. Bánh canh 30 năm rồi. Bánh canh bột gạo. Rồi bánh canh bột gạo, cháo, bánh canh cuốn. Chả cá chiên, chả cá hấp. Lòng. Lòng. Cái này là da heo á bác ha. Da heo rồi bên kia áo đỏ kìa. Dạ bé cho con 5 ngày bánh canh xong rồi. Đây nè, đây nè. Ông dặn 4 giờ. Cũng trời mà sợ hết, rồi bữa mua hết không à. Dặn từ lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Bữa thế ăn bữa nào, cái gì? Bánh canh đã ăn bữa thế á, bữa thế ăn muốn được 2 giờ thôi. 2 giờ không có ấy, xuống 2 giờ không có ấy. Rồi, cảm ơn má, tao chờ gì mà chờ. Tô này là tô đặc biệt 20.000. Anh chị mình cũng có thể kêu tô lớn hơn hoặc là nhỏ hơn cũng bán luôn. Tô này là ăn no luôn á. Một hũ 5.000. Ăn bánh canh xong ăn da u sữa chua luôn. Cái này mà nếu mà không biết làm, không có kinh nghiệm là nó sẽ bị ngọt nè. Đúng rồi. Nó không có chua. Nó không có chua. Ly nước mía 10.000. Nguyên chất 100%. Cô ơi cho con hỏi dừa này bán nhiêu trái vậy cô? Dừa đây ha, bán 12.000 trái. 12.000 trái, dạ. Trái này rất là to luôn á. Dừa này là dừa gì cô? Cái này dừa xiêm. Dừa xiêm. Và xiêm miền Tây. Dạ. Bông là bông ở bên. Dạ. Con cảm ơn cô nha cô. Rồi. Ở cả nhà mình ăn sáng rồi uống nước dừa, nước mía. À, bán 13 này. Quán cơm nè. Không á. Cô cho con xin quay xíu nha cô. Rồi, con quay đi. Này bánh chưng. Thịt nướng. Chả lụa, trứng cút, thịt gà, lạp xưởng. Đủ thứ thập sẵn. Quay chị vô sao? Chả vô ăn qua. Dạ. Bình thường có bán bún thịt nướng đó ha cô. À trong kia có bún thịt nướng kìa cả nhà. Dạ cô. Cô sửa quần áo. Cái máy may này là lớn hơn tuổi mình chắc luôn á. Mấy chục năm là ít á. 50 năm. 50 năm. Dạ. Này là mình đạp á cô ha. Dưới có cái chỗ đạp nè. Còn cái này là cuộn chỉ. Đây là chỗ cái kim nè. Đây keo mấy này, keo đẹp mấy đẹp à. Mình sửa một lần là mình nhận 5.000, 10.000 gì đó, 15.000 gì đó. Dạ. Cái gì cũng làm hết rồi. Cái gì cũng làm hết rồi. Cái gì cũng làm hết rồi.
Bà con ở quê mình dễ thương lắm cả nhà. Dạ quại. Sáng giờ bán được nhiều không quại? Ít quá à. Bán được có chục tờ. Dạ. Quại con có món quà thay mặt chú Nam ở Mỹ á, để tặng quại 300 ngàn nha quại nha. Ừ, cảm ơn con nha. Cảm ơn chú đó nha con. Dạ. Cảm ơn chú đó nha. Dạ quại. Chân quại đi cà nhắc thôi quại. Té bố mình đâu sẵn rồi, đâu có cối sẵn rồi. Dạ. Bị té rồi vô chống gậy đi à, bị phần mềm. Dạ dạ. Ừ, bó cái chân. Bó chân. Dạ quại sức khỏe quại nha. Ờ, cảm ơn chú nha. Dạ. Cô ở khu phố 6 ấy. Dạ dạ. Ừ. Chú nghỉ đi nha. Cả nhà mình thấy cuộc sống của bà con mình khó khăn lắm. Chân đau mà vẫn ráng chống gậy để kêu bán vé số, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đi làm là tiền ngày nào ăn ngày đó đó cô chú anh chị à, không làm là không có tiền ăn. Anh đây là 300 ngàn của chú Nam á. Chú Nam này. Chú Nam bên Mỹ á, để tặng cho những hoàn cảnh khó khăn á anh. Dạ. Anh sức khỏe nha anh nha. Dạ quại đây là 300 ngàn của chú Nam á, thay mặt gửi tặng cho quại như quại nha. Con thấy quại lớn tuổi quá. Cảm ơn chú. Đi bán vé số á quại. Dạ. Quại sức khỏe nha quại. À, dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Bà cũng mừng cho con nha. Dạ quại. À, cảm ơn. Được chào bà 300 mừng quá. Dạ, quại mừng. Chuẩn bị lên tàu mà có mấy khán giả nhí muốn đứng chụp hình với mình. Rồi 1 2 3 nha. Dạ. Tùy theo thời tiết. Có bữa 25 phút. Dạ có bữa 25 phút. Biển mà em nó là đi tầm 15 phút. Dạ. Giờ này cũng hơn 2 giờ rồi cô chú anh chị. Tại vì đợt lễ này là đông quá, khách ra đảo đông quá cho nên là buổi sáng là mình không có vé để mà đi ra đảo. Cho nên phải đi chuyến chiều. Mình đi cano Hòn Phúc. Một vé là 300 ngàn là khứ hồi luôn á. Chuyến đi chuyến về. Đoàn ai đây? Đợi đi lên đảo. Chú ba. Hai cải thôi. Sao hỏi đi đoàn ai? Đây là khách đoàn nè. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình có đi đảo Cù Lao Cầu á thì nên đặt tour á. Đặt tour rồi cắm trại camping qua đêm luôn. Giờ này mấy anh mấy chú đi lặn mới vô. Mấy cái chỗ này nhìn vậy chứ mấy cái dây neo nó cũng vướng á, cho nên phải chạy từ từ. Ra được cửa cảng là sẽ chạy nhanh. Nãy giờ ngồi trong cano nó hơi hầm, nó hơi bí, nó hơi nóng. Vừa chạy xong là mát liền. Bắt đầu chạy nhanh nè. Trời lên nha, để khách xuống cái đó. Mình tới đảo rồi. Chú bấy tôi đi làm đi cho nha. Rồi cả nhà mình thấy không, nước quá trời trong nè. Trên đảo thì không có người dân sinh sống nha cô chú anh chị. Ở đây chỉ có vài ván thôi, vài ván ăn. Với có nhà hàng, khách sạn, Hồng Phúc nè. Đảo này là đảo quân sự á, cũng là khu bảo tồn rùa biển.
rùa biển hay vô đảo này đẻ lắm, nhưng mà rùa không có nhiều bằng hòn bảy cạnh ở Côn Đảo. Côn Đảo thì xa đất liền hơn, rùa nhiều hơn. Coi so và hào. Coi so hào. Cá chim. Cá chim. Giờ này chưa mực chưa da. Xíu nữa mực da. Này là hải sản làm cho khách. Chế biến ăn tại biển luôn. Cá này mình làm món gì chị? Nướng, nướng muối ớt ha. Nướng mọi. Coi sò nè, đặc sản ở quê mình á, quê mình đang vô mùa lặn biển á, sò ốc nhiều lắm. Coi con nào con đấy nè. Đã rồi chưa? Em nghe nói bữa nay đảo mình là có máy phát điện lớn á, điện cũng mạnh rồi đúng không chị? Ừ đúng rồi. Nhưng mà nước là nước ngọt là phải lấy từ đất liền trở ra. Cái gì cũng từ đất liền hết á. Dạ. Nên nước ngọt đầy đủ, điện đầy đầy đủ. Dạ. Cát ở đây là cát trắng cộng thêm san hô nè. San hô chết, san hô bụng nè. Cho nên nước rất là trong. Xà lan chở nước ngọt. Vậy là cô chú tìm được cái chỗ lý tưởng rồi cô chú ha. Là chuẩn bị dựng lều trại á, để mình cắm trại đây luôn. Dạ đúng rồi chú, vậy là chú có xem kênh của con. Dạ. Cô chú đi từ đâu tới cô chú? Dạ. Trời nóng quá đi biển là thích hợp cô chú ha. Dạ con cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Con chào cô chú nha, cô chú sức khỏe nha cô chú. Đây là đền thờ thần Nam Hải nè. Hàng năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch là 15 tháng 4 âm lịch đó cô chú anh chị. Ở đây sẽ diễn ra lễ hội nghinh ông Nam Hải. Bà con ngư dân ra vào đây làm lễ đông lắm. Mình thích nhất là mấy cái tảng đá xếp chồng lên nhau nè. Lên trên đây chụp hình chắc đẹp lắm á. Cá bằng gỗ, rùa bằng đá. Này là đất cuội. Hai em đi chơi hay hai em ở đây luôn? Dạ hai em đi chơi. Đi chơi hả? Hai em ở đâu tới lận? Dạ bất liền luôn. Ở trong đây nè. Hai tụi em ở trong đất liền, hai tụi em đi ra xong rồi lên đây chơi. Không phải khách đâu. Thừa quá. Mở mấy béo mà. Đúng khách đâu. Nè gia đình em mở quán qua đây ha. Dạ. Tàu vô bán mình được kia kìa. Anh nhờ cho anh chụp ấy. Bên đây có hai quán nè. Để mình qua xem có bán gì uống không. Mình cũng hơi khát á. Một vép có chị tinh, nước cam. Có mấy chiếc thúng, mấy chiếc ghe cũng neo đậu gần đảo luôn. Làm sao không? Dạ. Rồi quay chơi quét cho ba lên Facebook lên rồi nha. Dạ. Rồi, với chú Ba Hùng á. Chú Ba Hùng. À chú Ba Hùng. Dạ. Đảo Cồn Hòn Câu. Xin bạn cũng còn dạ. Mẹ
Con cảm ơn thím ba. Thím ba có bán thanh long nè, hành tây, bí đỏ, bánh sữa, nước ngọt. Xà bông gọi đầu. Thả lưới á. Mới đi thả lưới vô. Được mấy con, hình như cá này là cá thi hay cá mó đây. Hình như là cá thi á. Chị đang nấu ăn. Là gia đình mình tính đi mấy ngày về chị? Đi tối nay lội. Tối hôm qua, đi hôm qua, tối nay thì mai mới về. Ở đây thích hợp đi gia đình nè. Hình như cái nồi này là nồi ghẹ. Dạ, cấm. Dạ, em xin phép nha chị. Nhớ đi anh. Wow. Cua này quê mình gọi là cua riêu nè. Cấm gì đó. Dạ, một số nơi gọi là cấm á. Ngon nhất là hai cái càng của nó, thịt không à, ngọt lắm. Còn con này là con cua đá. Đó, con này mới bắt dưới biển lên. Nóng hỏi luôn. Rồi, chú anh ơi. Ê, thịt kế. Cơm cũng chín rồi. Là khách ở đây là khách quen không chú ba ha? À, khách ở Đồng Nai. Dạ. Đồng Nai là khách mến, có... khách mến cứ ra à, lại mến, biết. Mến biết à. Dạ. Nói chung chú mà ở Hà Nội mới Đồng Nai rồi. Đồng Nai ra đi nhiều. Dạ. Hải Phòng nữa. Không chín. Sáu ba. 0963. 922. 922. 014. 014. Chú Ba Hùng. Chú Ba Hùng. Chú Đảo. Cù Lâu Câu. Dạ, chú Đảo ha chú. Chú Đảo năm rồi. Dạ. Đó, cả nhà mình mà thích văn giả thì mình để số điện thoại của chú Ba Hùng lên, liên hệ chú. Chú ở năm nay năm 73 rồi đó. Ở lúc mà ân bảo về đây năm 73 rồi đó. Năm 75 tiếp thu vô bờ, năm 90 ra lại. Có giỏng luôn nè. Giỏng giỏng bàn ăn. Các chú này cúp đồ lè que, cúp bao nữa. Shipper đó mình cho thuê bao nhiêu tiền chú ba? Ba 2 tiếng hồ 200 ngàn. 2 tiếng? À. 200 ngàn là chắc bơi mệt nghỉ luôn á. À, mình nghỉ luôn. Bơi ngán luôn á. À, 2 tiếng hồ là mình nghỉ luôn á. 200 ngàn một ship. Đang mùa nắng, mùa hạn á, thiếu nước đó cả nhà. Cho nên cô chú anh chị mình có thể thấy là cỏ ở đây là nó cháy luôn. Chuỗi luôn. Anh chị nào thích phiêu lưu khám phá thì tới đảo Cù Lao Câu. Bờ đó đẹp anh. Nắng quá anh ha. Anh chị đi mà thở dốc luôn. Cũng có nhiều anh chị thích đi tới mấy cái chỗ như vậy nè cô chú anh chị. Ở đây thì không có quay được flycam đó cả nhà. Cho nên mình không có mấy cái góc quay từ trên cao được. Chứ nếu mà quay từ trên cao là đẹp lắm á. Đảo thì cũng nhỏ thôi, tầm 1.4 km², còn chiều dài là 1.5 cây. Trời nó cũng dịu nắng được một xíu rồi đó cô chú anh chị. Đu luôn. Rồi té luôn cả nhà. Súp chèo này ngồi tầm 2 người là thoải mái nhất. 3 cho đến 4 người thì nó hơi chặt một chút.
chỗ này tới check-in chụp hình rất là đẹp này cả nhà. Mình mới xin phép mấy chị được quay mấy chị cái chỗ này. Hai bên là vách đá, ở giữa là mình có thể nhìn ra thấy biển luôn. Thêm vài đoàn khách ở ra đảo nè, khách ra với khách vô liên tục. Đa số khách ở đây là đều ở lại đảo một đêm á, cắm trại qua đêm á. Lều này Hiếu đang chuẩn bị là cho một hai người ở ha. Một lều hai người ở. Một lều hai người ở, còn lều xanh ở phía trong là một lều ba người ở. Lều xanh là lều lớn hơn ba người. Dạ đúng rồi, lều xanh đó là mà 2 mét vuông, còn lều dạ. Này là 1,5 mét, 2 mét để dành cho hai người ở và lều kia sử dụng cho ba người ở. Anh như tour trung bình một người là bao nhiêu tiền một người anh? Dạ trung bình tour một người là 1,750 ạ. 750 ngàn. Dạ 1,750 ngàn. 1,750 ngàn. Dạ, là bao gồm luôn tiền vé tàu á. Dạ bao gồm luôn tiền vé tàu nè, bao ăn sáng, đón khách tại bến tàu, bao ăn sáng và ra ngoài đảo có hướng dẫn viên dẫn mình đi tham quan chụp ảnh, rồi sau đó quay về lại nhà hàng chèo súp ngắm lặn san hô. Có hướng, tất cả đều có hướng dẫn viên để phục vụ cho mình. Nói chung là một người 1,750 là từ A tới Z luôn á. Dạ, từ A tới Z. Từ chỗ ở cho đến ăn uống luôn, vé tàu luôn. Dạ đúng rồi ạ. Dạ cảm ơn anh. Mình thì đi có mình cho nên xíu mình sẽ về chuyến 5 giờ. Nếu mà đi nhiều người ở lại đây cắm trại ban đêm đẹp. Canh chiều là tí nữa lên đèn là rất là đẹp luôn anh. Dạ. Dạ, bên em sẽ set up, tí nữa anh quay được luôn. Bên em set up rất là đẹp luôn. Dạ, em cảm ơn anh nha anh. Chó đảo. Đi trên mấy tảng đá này á, cả nhà mình đừng có đi sát cái chỗ mà sóng nó đánh. Thường mà chỗ sóng nó đánh chỗ đó là nó có rêu á, là nó trơn nó trượt á. Dạ cô. Cô ra đảo thấy sao cô? Nó còn quá sơ nhưng mà thấy nó thoải mái, nó yên bình hơn. Dạ. Nó trải nghiệm. Như mình đi mấy chỗ kia thì nó xô bồ. Dạ. Nên mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn cô. Chúc gia đình mình đi chơi vui nha cô. Tàu mới tới nè, mình chuẩn bị vô đất liền luôn. Cuối video mình có quay một chút ẩm thực á. Cô chú anh chị và các bạn mình nhớ theo dõi đến hết video ủng hộ cho mình nha. Dạ đây là 300 ngàn của chú Nam á, thay mặt chú gửi tặng chị. Dạ chị đi lượm nhâm dừa đó cả nhà, chị sức khỏe nha chị nha. Dạ là mắt bác cũng yếu lắm bác ha. Yếu lắm, tai dạ. Biến bị mắt luôn à. Dạ là chân yếu nữa cả nhà. Đây là chân món quà 300 ngàn của chú Nam á, con thay mặt chú Nam gửi tặng cho bác. Chú Nam nha. Dạ cảm ơn. Dạ sức khỏe nha chú. Dạ dạ mình chào ngày mới cô chú anh chị. Dạ em chào cô chú anh chị ạ. Hồi sáng á vợ mình có mua được một ít mật ống nè, mật ống cũng tươi lắm. Mình sẽ làm một món này cũng đơn giản thôi nhưng mà bảo đảm ăn rất là ngon luôn. Đây cả nhà mình thấy trái dừa không, mật này là mình sẽ nhúng với nước dừa. Cái món này đợt trước mình có lên nhà anh họ mình có làm món này nè, thì mình ăn xong mình thấy ngon quá cho nên học ké học lợn của anh họ mình để chia sẻ cho anh chị. Mình nhúng nước dừa xong mình sẽ cuốn với bánh tráng có rau sống với dưa leo này, sang là đang băm tỏi với ớt để
làm nước mắm á. Cả nhà mình thấy hôm nay Sang mặc đồ đẹp không? Sang mặc áo hồng, mình cũng mặc áo hồng luôn. Cái này là anh bắt trước em luôn. Hôm nay trời gió này cũng đỡ hơn ngày hôm qua. Hôm qua thì nó hơi nóng. Đó, đây là góc bếp của bạn Sang. Nhìn văn giả dễ thương. Mình cũng khoe với cả nhà mình một tin vui là kênh của Sang vợ Minh á, kênh Sang Sang á, cũng gần đạt được cột mốc 10.000 người đăng ký rồi, cũng 9.000 mấy người á. Thì Minh cũng thay mặt Sang để cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi ủng hộ hai vợ chồng của em. Sang, em có lời gì muốn nói không? Tại vì khán giả của anh qua xem kênh của em cũng nhiều lắm. Em thì không giỏi ăn nói cho lắm. Nói chung là kênh cũng gần đạt được 10k sub rồi. Cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh của em và kênh của chồng em Minh 86. Giờ bây giờ cả nhà mình theo dõi quá trình Sang chế biến cái món mật ống nhúng nước dừa này nha. Cho thêm một xíu đường, muối, bột ngọt, một chút thôi, cho nó vừa vừa thôi. Mực này là Sang đã sơ chế, lấy cái túi mực đen ra rồi. Mực này cô chú anh chị mua cái loại mà mực vừa vừa nhỏ nhỏ để khi mà mình cuốn á, mình ăn yên con thì nó sẽ đậm vị hơn. Nhúng nước dừa để cho con mực nó thơm nè, rồi nó giữ được cái độ ngọt của con mực. Dạ, bên mời cô chú anh chị mình dùng cái món mực ống nhúng nước dừa với Minh với Sang nha. Em cũng mời cô chú anh chị luôn nha. Nước mắm tỏi ớt với me. Chồng nó nóng lắm á Sài. Em đi thở. Ngọt ghê luôn. Có nước dừa nó thơm thơm lắm. Rau sống thơm, dưa leo giòn giòn. Mực nhỏ nhỏ nó mềm. Có phần thì nó cũng giòn giòn á. Em thích ăn mực cỡ này à? Em cỡ này nó ngon. Nước mắm chua chua, cay cay, ngọt ngọt, cũng có vị mặn mặn nữa, đủ vị luôn. Tính ra món này tuy đơn giản mà ngon chứ bộ. Cái quan trọng đó là mình phải mua được một nước tươi. Đúng vậy cả nhà, phải mua được mực tươi chứ không mà mực mà nó không tươi á, ngâm mà ngâm nước đá nhiều, nước ngọt nhiều á, là bỏ vô nhúng là cái con mực nó sẽ bị chóc da rồi nó bị teo lại còn xíu à. Ngon lắm. 10 điểm. Sang nhờ hai đứa em á, em Phú với em Phi đang dựng cái chòi nè. Dựng cái chòi này để khi mà chế biến món ăn xong á là gia đình ngồi trên cái chòi này ăn uống. Bên cạnh là cây xoài. Cây xoài đợt trước á, mình với Sang ở là nó không có
có bông mà lại có trái đâu. Hôm nay hình như là có hai trái hay sao? Có, trên kia kìa. Em có cây xoài này cũng đỡ lắm nè. Mát. Trời này anh chị nào, cô chú nào ra quê mình cũng đều than á, kêu ở ngoài biển mà nó còn nóng vậy á, không biết mấy chỗ khác như thế nào nữa. Cái này làm bao lâu nữa là xong sao? Chắc thêm một ngày nữa. Một ngày. Mẹ em cũng hái lá sẵn rồi á, hái lá để mình lợp cái máy á. Hồi cái này là em sẽ mua thêm mấy cái chiếu manh nữa để em chia bớt cái phần này với phần này cho nó mát. Chắc là hơn một tháng rồi á. Hơn một tháng. Đây là lu nước mắm của Sang, nước mắm cá cơm đang ủ tầm 3 tháng là ăn được. Một tháng là cả nhà mình sẽ mở cái nắp ra quậy cho nó đều. Cây bông 10 giờ nè, tới 10 giờ là nó nở đúng không Sang? Đúng rồi, nhưng mà em thấy có nắng nó sẽ nở. Em để ngang khô có nắng nè, cái tầm 9-10 giờ nó sẽ nở. Còn này là cây ớt gì vậy ta? Thấy nó tròn tròn nè, không có giống cái loại ớt kia. Nhưng mà nó cay lắm nha. Có anh đồ... tưởng đâu là ớt kiển như vậy nó ít cay chứ. Không, nhưng cây này cũng là kiển nhưng mà cây này lại là cay. Cay lắm. Nam, hai trái nở đỏ luôn. Từ từ nó sẽ lên màu vàng vàng như vậy nè. Đó. Sang với em Phi cũng chăm chút cái vườn này lắm. Cố gắng lên Sang nha. Ráng cố gắng đạt mốc tiếp theo 15.000 người đăng ký rồi đến 20.000 người đăng ký. Sang cũng nỗ lực lắm, ngày nào cũng phải từ 4 giờ sáng là dậy chuẩn bị rồi. Rồi quay cho tới chiều luôn á, 4-5 giờ luôn á. Một ngày quay, một ngày edit video là Sang tự edit luôn. Dạ mình cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha. Xem video đừng quên tặng cho mình với Sang một lượt like với một lượt đăng ký kênh. Mình với Sang cũng xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Dạ bye bye. Bye bye.